Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho bạn về top 1 cái trang web Giúp các bạn có thể kiếm được cái đồng tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn là miễn phí nhá Và ở trên cái trang web này thì bản thân mình đã rút được của nó là gần 50 đô rồi Và đến cái thời điểm bây giờ thì hiện tại cái trang web vẫn rất uy tín Nên là các bạn có thể tham khảo cho mình và giá trị hiện tại của một cái đồng Bitcoin như các bạn để ý này Bitcoin hiện tại nó đang giảm cũng khá là thấp này nó đang là sấp xỉ 37.000 đô Bây giờ nó đang giảm một chút Nhưng mà không sao bây giờ chúng ta có thể kiếm này Tới này mà nó lên tầm là 40 hoặc là 50.000 đô chẳng hạn Lúc đó chúng ta bán đi là chúng ta có thể lãi được một chút rồi nhá Lâm nghĩ là cái khoảng này là nó sẽ xuống uh, đến tầm này thôi Đấy, Bây giờ nó sẽ tăng dần lên này Nên là các bạn có thể tranh thủ và kiếm luôn cho mình nhá Cái đường link tham gia cái trang web thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này khi mà các bạn ấn một cái đường link ấy, thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này Thì cái trang web này nó cũng khá là quen thuộc đối với một số bạn mà đã theo dõi kênh của Lâm Và đến cái thời điểm bây giờ thì bản thân mình đánh giá cái trang web này nó vẫn rất là uy tín nhá Nếu mà so với những cái trang web khác thì mình thấy cái trang web này nó khá là ổn Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký này Các bạn ấn một phần dấu ba gạch ở đây cho mình nhá ở trong mục dấu ba gạch này thì nó sẽ hiện lên cái phần đó là đăng nhập và đăng ký ở đây mình sẽ ấn một phần đăng ký này đối với bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản mình sẽ hướng dẫn ở trong cái mục đăng ký này đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình tên tài khoản này rất là đơn giản thôi các bạn sẽ nhập cho mình này tên của các bạn là gì thì các bạn sẽ điền ra đây cho mình này sau khi mà các bạn điền xong tên tài khoản rồi các bạn sẽ điền cho mình cái gmail của bạn vào đây nhá gmail ở trong điện thoại của bạn luôn bởi vì tí nữa nó sẽ gửi một cái tin nhắn về gmail sau đó chúng ta có thể xác minh tài khoản này rồi các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu vào đây nhá sau khi mà các bạn điền xong này tên tài khoản Gmai cũng như mật khẩu xong rồi nó sẽ hiện lên một cái phần để các bạn thể xác minh captcha ở đây các bạn ấn một mục phần uh, xác minh captcha tôi không phải là người máy đây nhá rồi chúng ta sẽ ấn một phần đăng ký là các bạn thể đăng ký thành công được cái tài khoản và sau khi các bạn đăng ký nhá nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmai để chúng ta có thể con thành công cái tài khoản nhá hiện tại thì mình đã có tài khoản rồi mình sẽ ấn một phần đăng nhập ở đây rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà mình đã đăng ký trước đó rồi. Sau khi các bạn đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này nhá. Ở đây thì nó cũng hiện lên cái phần trang chủ cũng như là trang cá nhân của chúng ta. Nó sẽ hiện lên cái tổng số dư. Hiện tại thì mình đang có là 1.323 bip tương đương với là 1.223 Satoshi của cái đồng BTC còn đối với bạn nào mà mới đăng ký thì số dư của bạn nó sẽ là không ở đây này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được cái số lượng satoshi của đồng BTC ở trên cái trang web này nhá. Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của mình. Rồi các bạn kéo xuống ở bên dưới này hoặc là các bạn có thể ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. Ở trong cái mục dấu ba gạch này, các bạn sẽ ấn mục phần kiếm bit ở đây cho mình nhá. Ở trong cái mục kiếm bit này nó sẽ chia ra là 3 phần. Thứ nhất đó là phần vòi này thứ hai đó là phần liên kết ngắn thứ ba đó là phần quảng cáo ptc các bạn sẽ ấn mục phần đầu tiên đó là phần vòi ở đây cho mình ở trong cái mục vòi này các bạn kéo xuống ở bên dưới này cho mình một chút nhá ở bên dưới này các bạn để ý này nó sẽ có một cái phần đó là yêu cầu bit miễn phí cứ 5 phút ở đây các bạn ấn mục phần roi lao ở đây cho mình mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điểm danh này rồi các bạn sẽ chuyển đổi cáp ở đây cho mình nhá ấn vào cái phần ở giữa này nó sẽ có một cái phần đó là chọn cáp bằng hình ảnh ấy sau đó các bạn sẽ ấn vào mục ô vuông này Xác minh tôi không phải là người máy ở đây Rồi chúng ta ấn mục phần nhấn vào đây để các bạn có thể nhận được phần thưởng ở đây này Xem mình nhận được bao nhiêu bit đây Mình đã nhận được ở đây là 1.2 bit ở đây nhá Đấy cũng rất là đơn giản thôi Và ở đây cứ trong vòng 5 phút các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ điểm danh một lần ở đây cho mình nhá 5 phút nó cũng khá là nhanh đấy và bên dưới này nó sẽ hiện lên những cái con số may mắn. Giả sử như là bạn nào mà biến từ số 1 đến số 89 các bạn sẽ nhận được là 1.2 bit. Ngày trước chỉ là 1 bit thôi bây giờ nó thưởng lên là 0.2 bit nữa là 1.2 bit nhé. Càng ngày nó càng thưởng lên cho chúng ta một chút này. Từ số 90 đến số 94 này các bạn sẽ nhận được là 2.7 bit. Từ 95 đến 99 là 4 bit này. Và càng cái số cao hơn thì cái số lượng bit nó sẽ cao hơn nhé. Và cao nhất ở đây là 7000 bit các bạn để ý đây. Số đặc biệt nó sẽ lên là 7000 bit ở đây nhá. Vừa nãy là mình vào cái ô số là 35,3 này. Đấy mình nhận được là 1.2 bit. Cũng rất là hay ở cái mục này và cứ 5 phút các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ điểm danh một lần đây cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp là phần thứ hai này, ấn mục phần dấu ba gạch, lại ấn mục phần kiếm bit. Cái phần đó là mình liên kết ngắn này, chúng ta sẽ ấn mục phần uh, truy cập liên kết ngắn ở đây. Hiện tại thì mình có tận 52 cái liên kết các bạn ạ 52 liên kết khá là nhiều nhiệm vụ để các bạn thể hoàn thành đây nhá và mỗi một cái liên kết này các bạn hoàn thành các bạn thể nhận được ở đây lên tới là 3,6 bit ở đây nhá rất là nhiều này có tận 52 cái liên kết mà nếu bạn nào mà có thời gian rảnh rỗi một chút các bạn nào mà ở trên cái trang web này thì nó khá là phù hợp bởi vì nó rất là nhiều nhiệm vụ để chúng ta có thể làm đây nhá và cách làm nhiệm vụ đây rất là đơn giản thôi nếu mà bạn nào muốn tham gia các bạn ấn mục phần màu xanh này thôi nó sẽ chuyển đến một cái đường link và sau khi các bạn hoàn thành nó sẽ hiện lên cái mục đó quantiler là các bạn có thể hoàn thành và các bạn có thể nhận lên tới là 3,6 bit đây nhá cứ mỗi một, một nhiệm vụ là chúng ta sẽ nhận được là 3,6 bit đây tương đương với là 3,6 satoshi của đồng btc đấy rất là nhiều là 10 nhiệm vụ thôi là các bạn đã có 35 35 bit rồi tương đương với là 35 satoshi nhá cái mục này nó rất là đơn giản thôi nếu mà lâm hướng dẫn thì nó sẽ mất một chút thời gian đây là các bạn có thể tự tìm hiểu đấy nhá cũng rất là đơn giản thôi tiếp theo mình sẽ sang cái mục thứ ba này ở trong cái mục kiếm bit nhá đó là phần quảng cáo ptc này ở cái mục quảng cáo ptc này là chúng ta có thể xem quảng cáo và các bạn có thể nhận được satoshi nhá ở trong cái mục xem quảng cáo này rất là đơn giản thôi đây các bạn để ý đây giả sử như quảng cáo này nó rơi vào tầm là 15 giây thì chúng ta có thể nhận được là một chấm bit ở đây À, quảng cáo này cũng vậy là 15 giây này Đấy, rất là nhiều quảng cáo ở đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn giả sử nhà một cái quảng cáo đi đây mình sẽ xem cái quảng cáo là ngắn ngắn một chút đây 10 giây này mình sẽ ấn một màu xanh đây để chúng ta có thể xem quảng cáo đây nhá và các bạn sẽ chờ một lúc này nó sẽ hiện lên một cái thanh ở đây như các bạn để ý này sau khi cái thanh này nó chạy trong vòng là 10 giây nhá hết 10 giây đây nó sẽ hiện lên một cái phần điền hình ảnh captcha để chúng ta có thể là nhận được nhá đây các bạn sẽ chờ một lúc này đây, hình ảnh captcha ở đây. Chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh nào ở uh, nó không thuộc hàng này. Rồi, quá tuyệt vời, như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành được một cái video rồi nhá. Và các bạn sẽ được cộng số bit này. Và cái số bit nó sẽ tự cộng lên đây 1324 mình sẽ vuốt lại này. Mình sẽ vuốt lại nhé. Đấy, 1325 rồi. Đấy, nó sẽ tự cộng lên đây cho chúng ta. Rất là đơn giản thôi. Đấy là cái phần thứ ba mà mình hướng dẫn và chia sẻ cho bạn. Giúp các bạn thể kiếm được bit nhé. Tiếp theo này, có một cái phần mà giúp các bạn thể kiếm được rất là nhiều. Như các bạn để ý này, đó là cái phần cuộc thi này. Chúng ta sẽ ấn một phần cuộc thi này. Các bạn để ý cho mình cái cuộc thi đầu tiên, đó là cuộc thi giới thiệu ở đây. Cái cuộc thi này là dành cho những bạn nào mà có kinh nghiệm đi mời bạn bè, các bạn có thể nhận được những cái phần thưởng đây lên tới là 100.000 bit đây. Giải thưởng thứ hai là 6.000 bit. Ở đây nó có tầm là 10 giải thưởng. Nếu bạn nào đây người này mời được 33 người thôi mà bạn ấy có cơ hội nhận được cái giải thưởng lên tới là 2.000 bit đây Đấy rất là đơn giản Nếu bạn nào mà có kinh nghiệm một chút các bạn có thể chia sẻ lên những nhóm kiếm tiền trên Zalo hoặc Facebook nhé Là các bạn có, có cơ hội để tham gia và nhận được cái phần thưởng đây Ở đây cứ trong vòng là 30 ngày nhé Có nghĩa là một tháng thì nó sẽ cập nhật và nó sẽ trả thưởng cho chúng ta một lần cứ ai đứng đầu từ số 1 cho tới số 10 ấy, thì nó sẽ chia đều giải thưởng ra cho các bạn nhé Đấy rất là hay ở cái mục này và từ tháng tiếp theo đi là nó lại tính lại từ đầu Đấy các bạn có thể tham gia liên tục tháng này tháng tiếp theo nhá. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn ở cái mục mà các bạn có thể tham gia cái cuộc thi đây Rồi còn có mục đó là mục đi giới thiệu bạn bè ở đây này Nếu mà bạn nào mà không biết cách lấy đường link ấy, các bạn kéo xuống đây này Ở bên dưới này đây nó sẽ hiện lên cái đường link đây các bạn để ý này cái đường link này sau đó chúng ta có thể sao chép cái đường link và đi chia sẻ mời bạn bè ở đây cho mình nhá sau khi mà các bạn sao chép đường link đây sao chép đường link ở đây đi chia sẻ mời bạn bè ở đây đấy, copy thôi rất là đơn giản thôi nhá bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn ấn mục phần dấu ba gạch này sau đó ấn mục phần kiếm bit ở đây cho mình ở à, trong mục kiếm bit này à, không phải mình sẽ quay trở lại này đấy, ấn vào mục cam bit ở đây Đấy, nó sẽ hiện lên cái mục rút tiền Thường thì đối với những bạn mà mới đăng ký Thì các bạn cần phải tham gia ở cái mục cam này này Mục cam này là tầm 10 đến 15 lần nhá Thì chúng ta mới hiện Thì chúng ta mới có thể tham gia được ở cái mục rút tiền Ở đây thì Lâm đã hoàn thành của nó rồi Nên là bây giờ Lâm chỉ còn vào tham gia ở cái mục rút tiền này thôi Bây giờ mình có thể ấn mục phần rút tiền nhá Trước khi rút tiền thì Lâm sẽ cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền này Lâm ấn mục phần dấu ba gạch này Ấn mục phần hơn ở đây sau đó mình để ý này, lịch sử rút tiền này BTC này mình sẽ ấn một phần lịch sử rút tiền ở đây cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của mình ở trên cái trang web này rồi mình sẽ kéo xuống này đây như các bạn để ý này lịch sử rút tiền mới nhất của mình này là 76.000 bíp tương đương với là 76.365 Satoshi của đồng BTC tiếp theo là 1.236 bíp này tương đương với là 1.236 Satoshi này 40.000 bíp này 1.8 bit này Đấy rất là nhiều nhá Mình đã rút tổng cộng là 4 lệnh rồi Cho thấy hiện tại trang web này nó vẫn rất là uy tín Và nó đã thanh toán hoàn tất cho mình hết rồi nhá Đấy là cái phần mà mình cho các bạn xem về lịch sử rút tiền Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn à rút tiền này Chúng ta sẽ ấn lên mục cam bit ở đây Rồi mình sẽ ấn một phần rút tiền ở đây nhá Hiện tại mình đang có là hai mươi năm ở đây là chúng ta có thể rút về cái ví điện tử for cut Pay nhá. Bạn nào mà chưa biết cách tạo ví for cut Pay nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái đường link tạo ví mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Các bạn chỉ cần nhập cho mình này, số kiểu nhà, số lượng à đâu, gmail, mật khẩu thôi là các bạn có thể đăng ký được rồi. Có hai hình thức nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái ví for cut Pay này thôi. Các bạn ấn mục phần rút tiền ở đây cho mình. Ở đây thì mình đã liên kết sẵn với cái địa chỉ ví rồi Còn bạn nào mà chưa liên kết nó sẽ hiện lên cái mục để các bạn thể liên kết nhé Các bạn có thể dán cho mình cái địa chỉ ví Forecast cutpay ra đây này Sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái số lượng này à, 1 à, Mình xem hiện tại mình đang có là 1.325 nhỉ 325 này mình sẽ rút hết Tương đương với là 1.325 Satoshi đồng BTC Và mình rút ở đây rất là thấp thôi Chỉ có 1.000 Satoshi có đồng BTC thôi là các bạn có thể rút được rồi nhá Rồi bây giờ mình sẽ ấn một phần rút tiền ở đây rồi mình sẽ chờ này đây các bạn để ý đây yêu cầu rút tiền của mình đã được xử lý đây và nó sẽ thanh toán cho chúng ta trong vòng là 24 giờ nhá trang hiện tại trang web này nó vẫn rất là uy tín nên là các bạn có thể là tham khảo cho mình và sau khi mà tiền về thì mình sẽ đăng lên cái tab cộng đồng của mình và số dư của mình đã bị trừ đi rồi nhá rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay mình hướng dẫn và chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể kiếm được cái số lượng satoshi của đồng btc hoàn toàn là miễn phí nhá và hiện tại trang web này nó vẫn rất là uy tín nên là các bạn thể tham khảo và tham gia luôn cho mình bây giờ lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây bây giờ lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây thì bạn nào muốn tham gia em lần của mình ấy, thì bây giờ các bạn không cần phải để lại số điện thoại nữa Mà các bạn chỉ cần comment cho mình một lời chúc hoặc là có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi ở bên dưới comment nhé Vẫn có một số bạn vẫn để lại số điện thoại nên là các bạn không cần phải để lại số điện thoại nữa nhá à, Lâm mà quay chúng bạn đó thì bạn đó có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm Lâm sẽ gửi một phần quà qua cho bạn đó nhá à, Video đặt trước của mình 75 comment này Xin chúc mừng bạn à, dâu ơi này rồi chúc kênh phát triển cảm ơn bạn nhé thì sau video này bạn có thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với lâm lâm sẽ gửi cho bạn một phần quà thì video của lâm kết thúc ở đây xin chào tất cả bạn